những cái món ăn của các nước trên thế giới tới bạn bè người Việt Nam. Khi khách hàng đến với trung tâm bếp Hà Nội thì không chỉ được hiểu rõ thêm về văn hóa ẩm thực Việt Nam, khách hàng còn được biết thêm những cái dụng cụ mà chúng tôi sử dụng ở trung tâm bếp Hà Nội này. Như các bạn thấy, khi mà học viên đến với trung tâm bếp Hà Nội, không chỉ họ được giới thiệu về văn hóa ẩm thực các món ăn Việt Nam, mà họ còn được biết thêm về những cái dụng cụ mà người Việt Nam, đặc biệt người Hà Nội sử dụng trong quá trình nấu nướng. Ví dụ như cái chày và cái cối đá này để sử dụng như giã thịt, giã một số các hạt cứng, ví dụ như hạt lạc, hạt đỗ. Cái này là một vận dụng mà với người Hà Nội thì rất là bình dị, nhưng với người nước ngoài thì họ cũng sẽ rất hấp dẫn họ. Đây là dụng cụ để mình làm xôi. Sau khi chế biến xôi xong rồi, mình có thể cho vào đây và khi mình đổ ngược lại thì nó ra khuôn một cái hình xôi và trên bề mặt có cái hoa rất là đẹp. Cái sản phẩm này các bạn bè khắp nơi trên thế giới khi đến với chúng tôi thì cũng rất là ngạc nhiên và yêu thích nó. Với mong muốn cùng chia sẻ niềm yêu thích văn hóa ẩm thực Việt với các bạn bè thế giới, những khóa học của chị Tracy không chỉ thông qua các lớp học nấu món ăn Việt Nam cho người lớn, mà còn thu hút được các bậc phụ huynh người nước ngoài cho con cái tới học để làm những món ăn Việt Nam đơn giản. Và có lẽ, việc giữ gìn và bảo tồn văn hóa Việt, truyền bá văn hóa ra thế giới nên bắt đầu từ những việc làm thực tế và dễ đi vào lòng người như thế này. Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ điều tuyệt vời nhất lưu trong tâm trí mỗi du khách khi đến đối với một miền đất mới đó chính là được nhìn ngắm những hoạt động diễn ra ngoài đường phố và thưởng thức những hương vị độc đáo của các món ăn. Chính vì vậy mà ẩm thực Việt Nam với truyền thống lâu đời của nó đã, đang và sẽ trở nên hấp dẫn trong mắt bạn bè quốc tế. Chị Tracy này, chị có thể hướng dẫn khán giả của Hương vị cuộc sống một món ăn đơn giản được không? Rất sẵn sàng, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn bạn làm món chè chuối. Tôi nghĩ rằng đây là món ăn dễ làm và các nguyên liệu có sẵn ở địa phương. Chúng ta sẽ chuẩn bị một bát nước cốt dừa, một bó lá nếp. Các bạn hãy đun nước cốt dừa cùng lá nếp với lửa nhỏ. Và nguyên liệu chính của chúng ta là chuối. Chuối chứa rất nhiều đường, nên tôi sẽ bóc ra và nướng qua để chuối có mùi thơm hơn và vị ngọt cô đặc hơn. Khi chuối được nướng vàng, các bạn hãy cho chuối vào trong nước cốt dừa. Món này các bạn có thể dùng nóng hoặc dùng lạnh. Và các bạn hãy nhớ rắc thêm chút vừng lạc trước khi thưởng thức nhé. Chè chuối với cách làm của chị Tracy nổi bật bởi mùi thơm dịu nhẹ của lá nếp, vị ngậy béo của nước dừa và đặc biệt là những miếng chuối sau quá trình nướng trở nên thơm ngọt, có độ dẻo và không nát như cách làm chè chuối thông thường. Món chè này dùng được cả hai mùa trong năm. Mùa hè oi bức, chúng ta có thể ăn lạnh. Mùa đông, món chè chuối ăn nóng mang lại cảm giác ấm áp. Và chương trình Hương vị cuộc sống chúc quý vị sẽ thành công khi thực hiện món ăn này. Vâng, cảm ơn chị Tracy đã tham gia với chương trình. Quý vị và các bạn thân mến, hy vọng rằng với cách hướng dẫn rất là dễ làm và với món chè cũng rất là dễ chế biến như mà chị Tracy vừa hướng dẫn chúng ta thì quý vị và các bạn sẽ thành công khi chế biến món chè này. Và chương trình Hương vị cuộc sống ngày hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.